tiếp tục tháng 10 nha cả nhà. Giờ em đi thu hoạch những cái trái khổ qua mà cuối mùa nó còn ra, cho nên là em cứ để. Cái này là giái khoai, củ thì nó nằm ở dưới, giái khoai thì nó nằm ở trên. Thay vì nhà có đất vườn, có farm đất rộng á, thì nó bò, thì những cái giái này nó nằm ở dưới, nó sẽ thành củ to. Cái này mình cũng có thể trồng từ cái giái khoai này được luôn cả nhà, cũng khó ăn được luôn. Nhưng mà em thì không có đất rộng lắm, thì trồng một lần nó cứ lên lại hoài, thì nó leo luôn tuốt ở trên cây lũ đó, rồi nó thòng những cái này xuống. Nhiều khi em trồng em cũng thích nhìn chứ không phải ăn nữa, cho nên là cái củ chắc nó còn ở dưới gốc. Nhưng mùa này hình như là chưa có tới lúc để đào, khoảng tháng 12, cho nên bây giờ chỉ tháng 10 em không có đào nó lên, chỉ cho quay cho mọi người thấy là cái này kêu là giái khoai. Có những cô chị cũng không có biết, hồi đó giờ cũng không có thấy cái này, thì năm nào em trồng nó cũng ra giái khoai như thế này hết cả nhà. Em cũng có share mấy cái này cho mấy chị em về trồng nữa, nó cũng xum xuê. Cái này nó bò thì cũng ngên ngang luôn hết cả nhà. Nếu mà có đất thì em thấy trồng dễ lắm, không cần chăm gì hết. Nó với khoai lang chỉ cần trồng một lần thôi là những năm sau nó tự lên lại cả nhà, không cần chăm luôn. Em cũng không có chăm, thậm chí cũng không có tưới luôn nữa. Cái này là cái chỗ gốc khuất á, những cái gốc nào mà mình ít vô á thì mình trồng những cái cây nó dễ, để mình khỏi chăm sóc. Mía chuối hay là khoai lang hay là này kia cái nọ là tự nó lên lại mỗi năm cả nhà, cho nên chỉ cần mình trồng một lần thôi là những năm sau mình có. Đó, cái này là khoai lang tím, em trồng đâu mấy năm trước á, năm nào em cũng bỏ vậy nè. Thật sự trồng khoai lang không phải để ăn củ đâu, em trồng thì để ăn lá với ngọn thôi. Củ nó cũng không có nhiều, nhưng mà cứ cái thời điểm này là em muốn dọn cho cái vườn nó sạch sẽ, thì em cứ đào nó lên, em cắt dây em bỏ hết. Đó, em mới thấy được cái củ này nó lú lên thì em đào. Đó, cái lúc trồng thì hình như em nhớ không lầm là em khoai tím của ai tặng em á, một thùng, thì em cũng tò mò lấy em ghim. Như vậy là em có ăn mấy năm nay luôn, năm nào cũng nhiều, lá với đọt xum xuê luôn. Nhưng mà em cuối mùa rồi em muốn dọn, cho nên là buộc lòng em phải cắt bỏ bớt. Tuy nhiên thì năm sau nó vẫn còn những cái rễ ở dưới cả nhà, nó tự mọc lên. Mình muốn ăn củ á thì mình bồi đất vô cái chỗ mà cái gốc của nó đó, thì nó sẽ nuôi củ cả nhà. Cái này là em nó mọc dọc cái hàng rào chung với lá lốt á, cho nên em không có cần chăm gì hết á. Rồi cứ cuối mùa bình thường thì em hái đọt với lá vô xào tỏi rồi luộc. Em thích ăn lá, chứ củ thì ngoài chợ thì khoai nó cũng bán nhiều, cho nên là cũng không có ham củ mà chỉ ăn lá thôi. Đó, nhưng mà đào lên thấy củ vẫn thích cả nhà. Đó, em cắt hết cọng lá xong rồi cái tới khúc củ. Tại cái tay em đang cầm cái phone á, cho nên một tay trái nó hơi yếu, thì em cứ quay để cho cả nhà thấy là khoai nó như vậy đó. Không có gì trồng dễ bằng khoai. Em thấy khoai, chuối, mía những cái này là rất là dễ trồng luôn. Khoai tím, khoai mỡ, khoai lan. Đó, chỗ này là gốc khuất, không có phân bón hay là cái gì hết cả nhà. Lá lốt vậy tốt tùm luôn. Có thể là khí hậu. Thường thường em nghe khoai đó thì nó thích đất cát. Thì em thấy ở Houston mình á, cái đất nhà em á cũng là đất cát nhiều lắm. Đất cát thì mình trồng khoai nè, đậu phộng á. Hồi xưa em nhớ ở Việt Nam á, ở vùng Đức Hòa, Đức Huệ á, người ta trồng đậu phộng nhiều lắm. Thì những cái loại củ này á, nó thích hợp với lại loại đất đất cát.
Cho nên nếu cả nhà muốn trồng mà có farm lớn á, nên trồng những cái này thì không có cần phải chăm bón gì hết á. Màu tím nó đẹp lắm cả nhà. Nó này một đống luôn á. Xong rồi em thảy ra ngoài. Nó được một mớ củ thôi. Chủ yếu em làm nó gọn thôi. Ví dụ mà lỡ còn những cái củ ở dưới đó thì năm sau nó tự lên. Thì bây giờ em ngắt cái cọng nào non non, lá non, đọt em bỏ qua một bên, củ em để một bên. Còn nhánh á, nếu mà muốn trồng lại thì mình ghim lại. Nhưng mà em nghĩ ở đằng kia nó còn, cho nên em không có cần phải để lại. Em cũng chắc em cũng bỏ thôi. Năm nào cũng bỏ cả đống, năm nay là ít hơn mọi năm đó cả nhà. Đó em lật ra rồi đó. Cái này là cọng đó, lá già em muốn ăn. Mình bẻ mà nó gãy được, tức là nó non, mình ăn được. Còn mình bẻ dẻo á là nó già rồi, nó khoai tím. Tím rịm luôn cả nhà. Đẹp lắm luôn á. Cả nhà trồng thử đi rồi cứ thu hoạch hoài luôn. Tiếp tục tháng 10 nha cả nhà. Giờ em đi thu hoạch những cái trái khổ qua mà cuối mùa. Nó còn ra cho nên là em cứ để. Cái này là giái khoai. Củ thì nó nằm ở dưới, giái khoai thì nó nằm ở trên. Thay vì nhà có đất vườn, có farm đất rộng á, thì nó bò thì những cái giái này nó nằm ở dưới, nó sẽ thành củ to. Cái này mình cũng có thể trồng từ cái giái khoai này được luôn cả nhà, cũng khó ăn được luôn. Nhưng mà em thì không có đất rộng lắm, thì trồng một lần nó cứ lên lại hoài, thì nó leo luôn tuốt ở trên cây lũ đó, rồi nó thòng những cái này xuống. Nhiều khi em trồng em cũng thích nhìn chứ không phải ăn nữa, cho nên là cái củ chắc nó còn ở dưới gốc. Nhưng mùa này hình như là chưa có tới lúc để đào, khoảng tháng 12. Cho nên bây giờ chỉ tháng 10 em không có đào nó lên. Chỉ cho quay cho mọi người thấy là cái này kêu là giái khoai. Có những cô chị cũng không có biết, hồi đó giờ cũng không có thấy cái này. Thì năm nào em trồng nó cũng ra giái khoai như thế này hết cả nhà. Em cũng có share mấy cái này cho mấy chị em về trồng nữa. Nó cũng xum xuê. Cái này nó bò thì cũng ngên ngang luôn hết cả nhà. Nếu mà có đất thì em thấy trồng dễ lắm, không cần chăm gì hết. Nó với khoai lang chỉ cần trồng một lần thôi là những năm sau nó tự lên lại cả nhà. Không cần chăm luôn, em cũng không có chăm. Thậm chí cũng không có tưới luôn nữa. Cái này là cái chỗ gốc khuất á, những cái gốc nào mà mình ít vô á thì mình trồng những cái cây nó dễ, để mình khỏi chăm sóc. Mía chuối hay là khoai lang hay là này kia cái nọ là tự nó lên lại mỗi năm cả nhà. Cho nên chỉ cần mình trồng một lần thôi là những năm sau mình có. Đó, cái này là khoai lang tím. Em trồng đâu mấy năm trước á, năm nào em cũng bỏ như vậy nè. Thật sự trồng khoai lang không phải để ăn củ đâu. Em trồng thì để ăn lá với ngọn thôi. Củ nó cũng không có nhiều, nhưng mà cứ cái thời điểm này là em muốn dọn cho cái vườn nó sạch sẽ, thì em cứ đào nó lên, em cắt dây em bỏ hết. Đó, em mới thấy được cái củ này nó lú lên thì em đào. Trồng thì hình như em nhớ không lầm là em khoai tím của ai tặng em á, một thùng, thì em cũng tò mò lấy em ghim. Như vậy là em có ăn mấy năm nay luôn, năm nào cũng nhiều lá với đọt xum xuê luôn. Nhưng mà em cuối mùa rồi em muốn dọn, cho nên là buộc lòng em phải cắt bỏ bớt. Tuy nhiên thì năm sau nó vẫn còn những cái rễ ở dưới cả nhà, nó tự mọc lên. Ăn củ á thì mình bồi đất vô cái chỗ mà cái gốc của nó đó thì nó sẽ nuôi củ cả nhà. Cái này là em nó mọc dọc cái hàng rào chung với lá lốt á, cho nên em không có cần chăm gì hết á. Rồi cứ cuối mùa bình thường thì em hái đọt với lá vô xào tỏi rồi luộc. Thích em thích ăn lá chứ củ thì ngoài
khoai nó cũng bán nhiều, cho nên là cũng không có ham củ mà chỉ ăn lá thôi đó. Nhưng mà đào lên thấy củ vẫn thích cả nhà. Nó em cắt hết cọng lá xong rồi cái tới khúc củ, tại cái tay em đang cầm cái phone á, cho nên một tay, tay trái nó hơi yếu, thì em cứ quay để cho cả nhà thấy là khoai nó như vậy đó. Không có gì trồng dễ bằng khoai. Em thấy khoai, chuối, mía những cái này là rất là dễ trồng luôn. Khoai tím, khoai mỡ, khoai lan. Đó. Chỗ này là gốc khúc không có phân bón hay là cái gì hết cả nhà. Lá lốt vậy tốt tùm luôn. Có thể là khí hậu, thường thường em nghe khoai đó thì nó thích đất cát. Thì em thấy ở Houston mình á, cái đất nhà em á cũng là đất cát nhiều lắm. Đất cát thì mình trồng khoai nè, đậu phộng á. Hồi xưa em nhớ ở Việt Nam á, ở vùng Đức Hòa, Đức Huệ á, người ta trồng đậu phộng nhiều lắm. Thì những cái loại củ này á, nó thích hợp với lại loại đất cát. Cho nên nếu cả nhà muốn trồng mà có farm lớn á, nên trồng những cái này. Thì không có cần phải chăm bón gì hết á. Màu tím nó đẹp lắm cả nhà. Nó này một đống luôn á. Xong rồi em thảy ra ngoài. Nó được một mớ củ thôi. Chủ yếu em làm nó gọn thôi. Thí dụ mà lỡ còn những cái củ ở dưới đó thì năm sau nó tự lên. Thì bây giờ em ngắt cái cọng nào non non, lá non, đọt, em bỏ qua một bên, củ em để một bên. Còn nhánh á, nếu mà muốn trồng lại thì mình ghim lại. Nhưng mà em nghĩ ở đằng kia nó còn, cho nên em không có cần phải để lại. Em cũng chắc em cũng bỏ thôi. Năm nào cũng bỏ cả đống, năm nay là ít hơn mọi năm đó cả nhà. Đó, em lật ra rồi đó. Cái này là cọng đó, lá già em muốn ăn. Mình bẻ mà nó gãy được, tức là nó non, mình ăn được. Còn mình bẻ dẻo á, là nó già rồi. Nó khoai tím, tím rịm luôn cả nhà. Đẹp lắm luôn á. Cả nhà trồng thử đi rồi cứ thu hoạch hoài luôn.